bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ Con Tum. Sáng ngày 9 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Con Tum tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Con Tum, bà Y Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Lê, được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ thời hạn 5 năm. Tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Con Tum, gửi lời chúc mừng, mong muốn tân Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát huy kinh nghiệm, nỗ lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân phó giám đốc sở nội vụ xin hứa trên cương vị mới sẽ nỗ lực phấn đấu nhiều hơn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Quảng Ngãi có tân phó chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ngày 9 tháng 9, Thường trực tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Huỳnh Đức Minh, phó trưởng ban Thường trực Tổ chức tỉnh ủy Quảng Ngãi đã công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc điều động bà Đinh Thị Bắc trưởng ban tổ chức huyện ủy Ba Tơ đến nhận công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 9 tháng 9 năm 2024. Bà Đinh Thị Bắc, sinh năm 1975, trình độ chuyên môn, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị, Trước khi được điều động giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, bà Đinh Thị Bắc đã kinh qua các chức vụ như Kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Ba Tơ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Ba Tơ, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy Ba Tơ. Trước đó, tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 15, nhiệm kỳ 2024-2029, bà Đinh Thị Bắc đã được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029 ông Nguyễn Văn Khởi giữ chức Phó Tránh Thanh tra tỉnh Trà Vinh. Sáng ngày 9 tháng 9, Thanh tra tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Tránh Thanh tra tỉnh Trà Vinh. Tại lễ công bố, ông Dương Hiền Hải Đăng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh, công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, giữ chức Phó Tránh Thanh tra tỉnh Trà Vinh, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 4 tháng 9 năm 2024 bổ nhiệm ông Phạm Xuân Phúc giữ chức tổng giám đốc công ty điều hành dầu khí Phú Quốc. Ngày 9 tháng 9, tại thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc công ty điều hành dầu khí Phú Quốc. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền lãnh đạo tập đoàn, ông Phan Anh Minh, ủy viên ban thường vụ đảng ủy, trưởng ban quản trị nguồn nhân lực tập đoàn đã công bố quyết định của hội đồng thành viên tập đoàn về việc bổ nhiệm ông Phạm Xuân Phúc, phó tổng giám đốc phụ trách công ty điều hành dầu khí Phú Quốc, giữ chức tổng giám đốc công ty điều hành dầu khí Phú Quốc. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Xuân Phúc nhấn mạnh luôn ý thức rõ về tầm quan trọng của chuỗi dự án và vai trò đầu tàu của công ty điều hành dầu khí Phú Quốc trong chuỗi dự án. Đồng thời, cam kết sẽ cùng tập thể dốc lòng, dốc sức phối hợp chặt chẽ với các đơn vị công ty điều hành dầu khí Phú Quốc, Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 dưới sự chỉ đạo của tập đoàn, sẽ quyết tâm hợp lực lượng, phát huy sức mạnh tập thể để triển khai dự án thành công. Nhân dịp này, ông Phạm Xuân Phúc trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành và sẽ cam kết nỗ lực hết mình để không phụ lòng tin tưởng, kỳ vọng của lãnh đạo tập đoàn, lãnh đạo các dự án thành phần trong chuỗi dự án Lô B và tập thể công ty điều hành dầu khí Phú Quốc. Anh Nguyễn Công Hội, tái đắc cử Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình khóa 5. Ngày 9 tháng 9, Đại hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2028 với tinh thần tiên phong đổi mới kiến tạo giá trị diễn ra phiên trọng thể. Đại hội có sự tham gia của 176 đại biểu đại diện cho các doanh nhân trẻ toàn tỉnh. Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình khóa 5, nhiệm kỳ 2024-2028, gồm 39 anh chị. Ban kiểm tra Ủy ban Hội doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình khóa 5 gồm 3 anh chị. Đại hội cũng đã công bố kết quả hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Hội doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình khóa 5, nhiệm kỳ 2024-2028. Theo đó, hội nghị đã tín nhiệm hiệp thương cử anh Nguyễn Công Hội, chủ tịch công ty cổ phần đầu tư thương mại Hội Phú Quý, chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Ninh Bình khóa 4 tiếp tục làm chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình khóa 5, nhiệm kỳ 2024-2028. Siafico bổ nhiệm tân giám đốc điều hành Ngày 9 tháng 9, công ty cổ phần Siafico bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Khoa làm tổng giám đốc điều hành. Trước khi bổ nhiệm, ông Nguyễn Đăng Khoa đã có gần 8 năm làm việc tại Siafico. Ông Đăng đã tham gia vào việc tái cấu trúc công ty cổ phần cơ điện lạnh Sia sau khi sát nhập vào Siafico năm 2021. Nhờ M&A, Sia Đà Nẵng hồi phục sản xuất kinh doanh sau đại dịch COVID-19, mở rộng sang mảng thương mại và đầu tư vào mảng nhà xưởng, nhà kho cho thuê bằng việc khánh thành tổng kho logistics Sia tại Đà Nẵng vào ngày 29 tháng 3 năm 2024 và đạt 100% công suất cho thuê vào ngày mùng 2 tháng 8 năm 2024 tạo ra doanh thu và lợi nhuận cho Cia cũng như là công ty mẹ là Ciafico nơi ông đang cũng đồng thời là tổng giám đốc trong năm 2023 sau 4 năm thành lập Ciafico đạt doanh thu trên 1.000 tỷ có lợi nhuận và cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% sang năm 2024 hội đồng quản trị công ty đã quyết định tạm ứng cổ tức cho các cổ đông với tỷ lệ là 2% Ngoài vị trí tổng giám đốc điều hành Siafico vừa được bổ nhiệm, tổng giám đốc Siafico, ông đang còn là thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần kỹ nghệ lạnh Á Châu. Ngân hàng Standard Charter lần đầu tiên bổ nhiệm người Việt vào ghế tổng giám đốc. Ngân hàng Standard Charter Việt Nam vừa thông báo bổ nhiệm bà Nguyễn Thúy Hạnh giữ vị trí tổng giám đốc, kiêm giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp và đầu tư. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10. Bà Nguyễn Thúy Hạnh đã có 30 năm kinh nghiệm trong ngành làm tài chính. Vì vậy, bà Hạnh có sự am hiểu sâu sắc về thị trường trong nước và kinh nghiệm từ ngân hàng quốc tế. Kể từ khi gia nhập Standard Charter năm 1997, bà Hạnh đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cao cấp như giám đốc định chế tài chính, phụ trách thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia, giám đốc khối doanh nghiệp toàn cầu và định chế tài chính, giám đốc doanh nghiệp thương mại. Trước khi được bổ nhiệm, bà giữ chức phó tổng giám đốc điều hành khối khách hàng doanh nghiệp và đầu tư của Standard Charter Việt Nam. Được biết, bà Nguyễn Thúy Hạnh là người Việt Nam đầu tiên đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cao nhất của ngân hàng Standard Charter Việt Nam. Trước bà Hạnh, ghế tổng giám đốc thuộc về bà Mai Chau Huy. Phó tránh tòa án nhân dân huyện Đắc Đoa bị bắt vì tội nhận hối lộ. Ngày 9 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết Viện Cập sát Nhân dân tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Bùi Viết Minh Quân. Phó tránh án tòa án nhân dân huyện Đắc Đoa để điều tra về tội nhận hối lộ. Sáng cùng ngày, cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao đã thực hiện lệnh bắt giam và khám xét nơi làm việc của thẩm phán Bùi Viết Minh Quân, sinh năm 1983, phó tránh án tòa án nhân dân huyện Đắc Đoa. Ông Quân bị bắt vì hành vi nhận hối lộ trong một vụ án đã xét xử khi ông Quân còn làm thẩm phán tại tòa án nhân dân huyện Yapa, Pa, tỉnh Gia Lai. Được biết, tháng 5 năm 2023, thẩm phán Bùi Viết Minh Quân giữ chức phó tránh án Tòa án Nhân dân huyện Pa được điều động về làm phó tránh án Tòa án Nhân dân huyện Đắc Đòa. Đại tá Thân Vân Hải giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc Ngày 1 tháng 2, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Thân Văn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Đồng thời, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ công bố quyết định điều động bổ nhiệm Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, làm hiệu trưởng trường đại học kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân. Đại tá Thân Văn Hải, sinh năm 1975, quê quán huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Trước khi bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, ông Thân Văn Hải từng giữ các vị trí Phó trưởng Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, trưởng phòng tổ chức cán bộ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang. Cùng ngày, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an đối với Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc làm hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân. Đại tá Đinh Ngọc Khoa giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 3 năm 2019 đến hết tháng 1 năm 2024. Trong thời gian này, đại tá Đinh Ngọc Khoa đã cùng ban giám đốc công an tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an tỉnh triệt phá nhiều vụ cướp tiền, trộm cắp, chấn lột tài sản được nhân dân địa phương ghi nhận. Phó giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa làm giám đốc công an tỉnh Nam Định. Ngày mùng 1 tháng 4, công an tỉnh Nam Định tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm giám đốc công an tỉnh. Tại buổi lễ, lãnh đạo cục tổ chức cán bộ công bố quyết định Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Hữu Mạnh Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, sinh năm 1977, quê quán Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông có trình độ tiến sĩ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thạc sĩ Học viện An ninh Nhân dân, điều tra viên cao cấp, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, ông Nguyễn Hữu Mạnh từng giữ các chức vụ trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa, phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Phó cục trưởng C03 giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Ngày 13 tháng 5, tại trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn, đại diện lãnh đạo Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Vũ Như Hà, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 Bộ Công an, đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Đại tá Vũ Như Hà đảm nhiệm cương vị mới thay người tiền nhiệm là ông Thái Hồng Công vừa thôi chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Đại tá Vũ Như Hà sinh năm 1970, quê quán ở xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, cư trú tại xã Phước Kiến, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình công tác, ông Vũ Như Hà từng đảm nhiệm các chức vụ trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu công an thành phố Hồ Chí Minh, phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu bộ công an. Đại tá Nguyễn Xuân Thao, giữ chức giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh, Ngày 20 tháng 6, tại Hà Tĩnh, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ của Công an tỉnh này. Theo đó, Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an, công bố quyết định về điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Phó cục trưởng Cục An ninh đối ngoại đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Đại tá Nguyễn Xuân Thao đảm nhiệm cương vị mới thay người tiền nhiệm là Đại tá Nguyễn Hồng Phong, chuyển công tác làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Tân Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Thao, sinh năm 1977, quê quán huyện Thanh Cường, tỉnh Nghệ An. Trong quá trình công tác, Đại tá Nguyễn Xuân Thao từng giữ chức trưởng phòng tham mưu Cục An ninh Đối ngoại Bộ Công an. Tháng 11 năm 2019, ông được điều động làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Đến tháng 1 năm 2023, ông Nguyễn Xuân Thao quay trở lại làm Phó Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại Bộ Công an. Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Ngày 21 tháng 6, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đại diện Cục Tổ chức Cán bộ, Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục nghiệp vụ Bộ Công an. Đồng thời, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Tân Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Phong, sinh năm 1979, quê quán tỉnh Phú Thọ. Trước khi về Hà Tĩnh công tác, ông Nguyễn Hồng Phong giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa Bộ Công an. Đến tháng 7 năm 2022, ông Nguyễn Hồng Phong, thời điểm đó mang cấp hàm thượng tá, được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Đại tá Trần Văn Phúc giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Ngày 12 tháng 8, tại thành phố Hạ Long, công an tỉnh quảng ninh và cục tổ chức cán bộ bộ công an tổ chức lễ công bố thông báo quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động thiếu tướng đinh văn nơi giám đốc công an tỉnh quảng ninh nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ cục trưởng cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an điều động đại tá trần văn phúc giám đốc công an tỉnh thái bình đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh quảng ninh Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng công bố quyết định về việc chỉ định Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh, tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Trần Văn Phúc, sinh năm 1978, quê quán huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Tháng 9 năm 2021, Ông Trần Văn Phúc, khi đó làm Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Bộ Công an, được điều động, bổ nhiệm đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Chiều ngày 31 tháng 5 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận trao quyết định thăng cấp bậc hàm thượng tá lên đại tá cho ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh. Đại tá Nguyễn Thanh Hải giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Ngày 15 tháng 8, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Đại tá Nguyễn Thanh Hải giữ cương vị này thay Đại tá Trần Xuân Ánh được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Tân Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1973, quê quán huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình Ngày 16 tháng 8, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Ông Trần Xuân Ánh đảm nhiệm cương vị mới thay người tiền nhiệm là Đại tá Trần Văn Phúc được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Đại tá Trần Xuân Ánh sinh năm 1975, quê quán huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 10 năm 2019, ông Trần Xuân Ánh làm Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an. Hai năm sau, ông giữ cương vị Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam Ngày 20 tháng 8, tại trụ sở Công an tỉnh Quảng Nam, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2024. Đại tá Nguyễn Hữu Hợp được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, thay người tiền nhiệm là Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, hiện là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam. Tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hữu Hợp, sinh năm 1968, quê quán huyện Thanh Cương, tỉnh Nghệ An, ông tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, cao cấp lý luận chính trị, là cán bộ trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo, chỉ huy tại các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân, có nhiều năm kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Tháng 5 năm 2022, khi đang giữ chức phó cục trưởng cục an ninh kinh tế, Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp được Bộ trưởng Bộ Công an điều động bổ nhiệm giữ chức giám đốc công an tỉnh Quảng Bình.